Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đường huyết cân bằng tăng cường sức khỏe được phát sóng trên kênh VOV Giao thông. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Glucare Go, dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường của công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare. Thưa quý vị, từ trước đến nay, nhiều người chỉ biết đến bệnh đái tháo đường có thể gây nên nhiều biến chứng mạn tính như ảnh hưởng đến võng mạc, thận, tim mạch, các bệnh về mạch máu mà không có đủ thông tin về biến chứng loét bàn chân, một trong những biến chứng có thể dẫn đến tàn phế và tử vong. Loét bàn chân ở người đái tháo đường là một trong những biến chứng thường gặp và có nguy cơ đoạn chi cao, thậm chí tử vong do nhiễm trùng và trong khi phẫu thuật. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Nội tiết Trung ương để cùng thảo luận về vấn đề này. Vâng, xin chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường. Câu hỏi đầu tiên chuyên mục xin được gửi tới bác sĩ đó là tỷ lệ người bệnh mắc đái tháo đường có nguy cơ bị biến chứng loét bàn chân là như thế nào ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả. Người ta ước chừng có được khoảng 10 cho đến 15% bệnh nhân có hoặc là sẽ có cái loét bàn chân do tiểu đường. Tức có nghĩa là gì? Cứ 10 người thì sẽ có một người có thể có cái biến chứng loét bàn chân do đái tháo đường. Người bệnh đái tháo đường khi bị tổn thương loét bàn chân có nguy cơ cắt cụt chi cao gấp 10 tới 15 lần so với người bình thường, đặc biệt là khi bị bội nhiễm, bị tổn thương loét làm tăng nguy cơ cắt cụt chi ở bệnh nhân đái tháo đường. Vậy nguyên nhân nào khiến cho người bệnh đái tháo đường có nguy cơ cao bị biến chứng nguy hiểm này thưa bác sĩ? Bàn chân chúng ta tiếp xúc với đất, tiếp xúc với cả cái sàn là nhiều nhất. Và như thế thì nó sẽ có nguy cơ bị chấn thương nhiều nhất. Nó có cái lý do chính mà dẫn đến người ta dễ bị loét bàn chân do tiểu đường là cái nguyên nhân về tổn thương thần kinh ở bàn chân cho người tiểu đường. Cái lý do của nó là do đường máu cao rồi. Nhưng mà tôi muốn mô tả một chút về các cái triệu chứng. Đầu tiên thì người ta có thể là tê tê bì bì hoặc là nó dị cảm. Tức là cái chân chúng ta sẽ cảm giác nó không được thật so với cả khi chúng ta tiếp xúc với đất. Một cái dạng tổn thương thứ hai về thần kinh tiểu đường là người ta lại tăng cảm. Tức là bàn chân người ta lúc nào cũng cảm thấy nó bị đau. Và cái dạng thức thứ ba là cái dạng thức nguy hiểm nhất. Tức là tế bào thần kinh nặng hơn thì nó lại là mất cảm giác. Tức là chúng ta không cảm giác được thật với bàn chân chúng ta nữa. Thì vì chúng ta không nhạy cảm được cái bàn chân đấy cho nên chúng ta dễ bị các cái vết cứa, dễ bị các vết đứt, dễ bị các cái phồng rộp bàn chân. Từ đấy cộng với cả việc mạch máu có thể cung cấp xuống chỗ đấy là nó kém, và cộng với cả việc có thể là cái đường máu chúng ta cao, cho nên là cái tế bào về tự vệ cơ thể là cái tế bào bạch cầu nó vận hành không đúng, và nó làm cho cái sưng tấy bàn chân và dẫn đến cái chuyện là tổn thương loét của bàn chân là như vậy. Thưa quý vị, biến chứng loét bàn chân ở người đái tháo đường không chỉ là một biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, mà đây còn là nguyên nhân làm gia tăng chi phí điều trị. So với những bệnh nhân đái tháo đường không bị loét bàn chân, chi phí dành cho những bệnh nhân bị loét bàn chân cao gấp hơn 5 lần và chi phí điều trị cho trường hợp loét bàn chân mức độ nặng cao hơn 8 lần. Tuy nhiên, theo nhận định của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, thì biến chứng loét bàn chân của người bệnh đái tháo đường có thể phòng ngừa được. Cụ thể, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường cho biết. Để bảo vệ cái bàn chân, người tiểu đường chọn giày sao cho nó vừa. Chân của chúng ta nhá, là cái buổi chiều nó to hơn buổi sáng. Cho nên chúng ta đi mua giày đừng bao giờ mua buổi sáng. Chúng ta phải mua vào buổi chiều. Người ta khuyến cáo người tiểu đường bàn chân mình nó phải được khô thoáng, máu nó phải được tưới. Hàng ngày chúng ta phải nhìn xuống cái bàn chân của chúng ta. Nhiều khi là chúng ta bị giảm cảm giác cho nên chúng ta không nhận được một cái vết xước nhỏ. Thì chúng ta phải dựa vào cái thị lực, cái mắt chúng ta để chúng ta nhìn cái bàn chân đấy xem nó có các cái tổn thương đấy không để chúng ta sửa chữa. Và đặc biệt là chúng ta phải dinh dưỡng cho nó đủ. Tôi phải nhắc lại là đủ chất đạm và chất béo nó mới có cái sức đề kháng chứ không phải là chất bột đường. Và cái thứ hai nữa là phải ổn định được đường máu thật tốt. Thì đó là những cái cách mà chúng ta có thể giúp để tăng cái sức đề kháng chung cho cơ thể, trong đó có cái việc bảo vệ cho bàn chân. Với bất kỳ người bệnh đái tháo đường nào, để duy trì một sức khỏe tốt, phòng các biến chứng có thể xảy ra, trong đó có biến chứng loét bàn chân, thì yếu tố tiên quyết đó chính là giữ được chỉ số đường huyết ổn định. Và để có được chỉ số đường huyết ổn định thì người bệnh cần đảm bảo tuân thủ các phương pháp chữa kiềng ba chân, đó là thuốc, dinh dưỡng và tập luyện. Về chế độ dinh dưỡng, người bệnh cần bổ sung đầy đủ chất, tuy nhiên cũng nên ưu tiên những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Quý vị có thể tham khảo sản phẩm sữa với chỉ số đường huyết thấp Glucagon. Đây là sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng tại Đại học Sydney, Úc, là sản phẩm có chỉ số đường huyết GI thấp nhờ sử dụng hệ đường tiên tiến hấp thu chậm, giúp thay thế bữa ăn phụ, bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn của người bệnh, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa. Sản phẩm giàu chất béo không no, nguồn gốc từ thực vật,
không chứa cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, tốt cho hệ tim mạch, cùng omega 3 giúp hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ. Đặc biệt, glucagon còn có định dạng sữa bột pha sẵn tiện lợi, giúp bạn có thể dễ dàng thưởng thức glucagon. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game nhỏ. Câu hỏi tương tác ngày hôm nay có nội dung như sau: biến chứng loét bàn chân ở người đái tháo đường có phòng được hay không? Đáp án A: có. B: không. Quý vị hãy gọi điện tới số hotline 1800 6011 để trả lời câu hỏi. Chúng tôi sẽ lựa chọn 10 thính giả trả lời nhanh và chính xác nhất để dành tặng 10 phần quà của nhà tài trợ, đó là một hộp sữa Glucagon 400g. Danh sách người trúng thưởng sẽ được cập nhật trên fanpage Glucagon dinh dưỡng y học cho người đái tháo đường. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chủ đề tiếp theo của chuyên mục, đó chính là những quan điểm sai lầm mà nhiều người bệnh đái tháo đường mắc phải. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Glucagon của công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi số phát sóng. Này, tình hình bệnh tiểu đường của bà dạo này thế nào? Chán lắm ông ạ, kiêng khem hết cỡ rồi mà đường huyết cứ lên xuống thất thường, cơ thể lại mệt mỏi. Bà dùng ngay sữa Glucagon của công ty NutriCare đi. Đây là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người tiểu đường đấy. Thế ông dùng chưa? Thấy sao? Quá ưng luôn ấy chứ. Glucagon sử dụng hệ đường tiên tiến hấp thu chậm, giúp ổn định đường huyết sau uống và đã được chứng minh lâm sàng tại Đại học Sydney, Úc, là sản phẩm có chỉ số đường huyết thấp đấy nhá. Ôi, thật à? Chứ còn gì, Glucagon phù hợp cho người đái tháo đường type 1, type 2, người rối loạn dung nạp gluco, người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tiểu đường thai kỳ. Sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2018 và được nghiên cứu tối ưu cho thể trạng người Việt. Ngoài ra, Glucagon còn có 29 vi chất cân đối giúp tăng sức khỏe và omega 3 tốt cho tim mạch, phòng đột quỵ nữa đấy. Tuyệt, tôi sẽ đi mua Glucagon dùng luôn đây. Glucagon còn có cả hộp pha sẵn đấy nhá. Mình mang theo bên người mọi lúc mọi nơi, tiện lắm. Glucagon, đường huyết ổn định, cuộc sống cân bằng.